Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của sửa chữa Laptop24h.com. Chắc hẳn với các bạn thì các bạn đã từng một lần này, hoặc là có thể là nhiều lần, cũng có thể là với chính các bạn luôn đã từng một lần sử dụng cái laptop chúng ta để sạc điện thoại. Và liệu sạc điện thoại qua cái laptop này nó có cái lợi ích hay là có tác hại gì hay không? Các bạn hãy cùng sửa chữa Laptop24h.com tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Về lợi ích của việc mà sạc điện thoại qua laptop thì tất nhiên với những bạn mà quên cái đốc sạc này, hay là ở những cái chỗ mà bạn sử dụng ấy, thì nó chỉ có rất là hạn chế các cái ổ cắm điện thôi. Thì việc mà sạc điện thoại qua laptop giúp chúng ta tiết kiệm được cái ổ cắm điện, cũng như là giúp các bạn cứu cánh trong những cái lúc mà các bạn quên cái đốc sạc điện thoại chúng ta. Thứ hai ấy, thì với những bạn mà phải làm việc nhiều với các cái tệp tin, ví dụ như là hình ảnh này, hay là video với những cái dung lượng lớn, rồi các cái tập tin ghi âm, thì việc mà chúng ta vừa sạc điện thoại này giúp chúng ta có thể là vừa truyền dữ liệu qua cái laptop chúng ta để gửi đi hoặc là để sử dụng trong cái quá trình làm việc luôn. Nó rất là tiện dụng. Về mặt hạn chế thì tất nhiên việc mà sạc điện thoại qua cái laptop chúng ta thì nó cũng có rất là nhiều các điểm hạn chế. Đầu tiên thì chúng ta có thể kể đến đó chính là do cái laptop chúng ta có cái cổng USB này, nó đáp ứng cái điện áp không đủ, mà hầu hết các cái điện thoại chúng ta thì sử dụng các loại pin là pin lithium. Thế nên ấy, nó yêu cầu một cái điện áp nhất định, và việc mà chúng ta sạc cái điện thoại ở một cái điện áp nó không đủ ấy, trong một cái thời gian dài ấy, thì nó sẽ làm cho điện thoại chúng ta nó bị ảnh hưởng về cái quá trình sau này, nhất là với cái pin điện thoại. Thứ hai ấy, thì có thể là do trong máy tính chúng ta đã có sẵn rất là nhiều virus, do là máy tính sẽ truy cập rất là nhiều các trang web này, rồi các cái tệp tin được truyền đi truyền lại, thì nó vô hình dung thì trong máy tính chúng ta nó đã tồn tại rất là nhiều virus rồi. Thì việc mà kết nối điện thoại với máy tính nó sẽ làm virus nó bị nhiễm sang điện thoại, và trên các cái thiết bị di động thì bị nhiễm virus nó xảy ra thì nó khá là nghiêm trọng, và các bạn phải sửa chữa khá là khó khăn. Tiếp theo nữa thì việc sử dụng laptop để sạc pin cho điện thoại, thì các bạn biết ấy, thì laptop nó cũng sử dụng pin, và việc các bạn cứ sử dụng một cái thiết bị để lấy điện từ cái pin laptop thì coi như là laptop của bạn đang sử dụng trong một cái hiệu suất nó cao hơn bình thường. Thế nên ấy, cái việc mà hao hụt pin laptop ấy, nó xảy ra khá là phổ biến, cũng như là nếu mà các bạn sử dụng sạc điện thoại trong thời gian dài ấy, thì pin laptop ấy, nó rất dễ bị hỏng cũng như là bị chai pin. Và cuối cùng ấy, thì tất nhiên do cái điện áp không đủ thì chúng ta có thể kể đến cái tình trạng là sạc pin điện thoại qua laptop nó rất là lâu. Các bạn muốn sạc đầy một cái chiếc điện thoại ấy, qua các cái cổng USB trên laptop này, thông thường nó sẽ mất khoảng tầm 3 đến 4 tiếng thì mới sạc được đầy, và nó sạc trong cái quá trình rất là dài. Vậy thì trong những trường hợp nào các bạn nên sạc cái điện thoại chúng ta qua cái cổng USB trên laptop này? Thì đó chính là khi mà ở chỗ các bạn ấy nó rất là hạn chế các cái ổ cắm điện này, hoặc là các bạn đã trong cái trường hợp mà nó bí bách nhất là các bạn đã quên mất cái đốc sạc chúng ta, mà pin điện thoại các bạn đang trong cái tình trạng nó báo động, thì chúng ta mới sử dụng các cái cổng USB này để sạc qua điện thoại nhé. Hoặc là trong cái trường hợp mà các bạn có thể là phải làm việc nhiều với các dữ liệu, thì tiện thể chúng ta vừa lấy dữ liệu vừa sạc pin điện thoại luôn. Và làm cách nào để sạc pin điện thoại qua cổng USB trên máy tính đúng cách nhất? Thì đầu tiên khi mà các bạn đã sạc điện thoại rồi, nó ở mức khoảng tầm 98-99% ấy, và thường ấy thì nó sẽ nhảy lên 100 nhanh thôi. Tuy nhiên ấy, thì các bạn cũng nên để thêm một cái khoảng thời gian khoảng tầm 15 đến 20 phút để cho nó đầy hoàn toàn, rồi các bạn mới tiến hành rút sạc. Và khi các bạn mà rút sạc như vậy ấy, thì nó đã sạc đầy rồi, và nó sẽ tự động ngắt điện từ cổng USB này vào điện thoại. Và khi các bạn rút ra ấy, thì nó sẽ được bảo toàn cái năng lượng nó tốt hơn. Thứ hai ấy, đó chính là các bạn cần sạc pin điện thoại qua một cái máy tính đáng tin cậy, do là cái tình trạng nhiễm virus mình đã nói ở trên ấy, nó xảy ra khá là phổ biến cũng như thường xuyên. Thế nên các bạn cần đảm bảo là cái máy tính chúng ta nó an toàn và nó không gây hại gì tới các cái tập tin dữ liệu trên điện thoại. Và trên đây là một vài chia sẻ nhanh của sửa chữa Laptop24h.com tới các bạn về sạc pin điện thoại qua laptop. Hy vọng với những cái video trên ý, thì nó có thể đem đến nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc nào liên quan về thủ thuật hay là về máy tính, các bạn có thể để lại dưới phần comment của video nhé. Chúng mình sẽ giải đáp thắc mắc sớm nhất có thể cho các bạn. Đừng quên để lại cho sửa chữa laptop 24h một like và một subscribe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.